Đây, đến là Guna Beach nữa rồi các bạn ơi. Mình không thích cái chỗ này. Đô đát này nó bị điên rồi hay cái gì nữa. Nó nhảy vô. Mình đang chạy, nó nhảy thì nó kêu là giống như Ad Route á, trên đường đi đó. Thì thường mà mấy cái order mà trên đường đi thì nó gần cái chỗ mà mình deliver chừng 3, 4, 5 miles Turn cao right lắm. onto Oakview Drive, then turn right Trời onto ơi, nó Westridge chỉ lên Drive. là Laguna Beach 10 mile. 10 mile đi về 20. Thằng đo đát thì nó bị đi cáp, nó bị điên rồi. 10 mile rồi Turn nó. right onto Westridge Drive. 10 mile là nó phải kiếm một cái dasher khác chứ sợ sao mà. Từ đây lên đó đâu có tiện đường gì đâu. In 800 feet, turn left onto Wood Canyon Drive. DoorDash này quá đáng rồi. At the light, turn left onto Wood Canyon Drive. Nãy tài pick up cái order số 1 chạy về đây cũng 7 mile. Xong rồi chạy lên kia thêm 10 nữa là 10, 10, 17 mẹ nó ơi. Đi về 10 nó 27 rồi. At the light, use the left two lanes to turn onto Pacific Park Drive. Có mười mấy đồng mà. Sao nó chạy đi cái đường này nữa đây? Turn left. In 1.9 miles, turn left onto Aliso Creek Road. Cái Laguna Beach á, là tại ghét nó lắm vì cái đường nó thì nhỏ mà nó là trong cái thành phố cổ, thành phố xưa đó, rồi từ đây lên đó đường nó nhỏ chật hẹp đủ thứ chuyện, rồi xa downtown nữa, mình chạy lên đó chạy về đâu có order gì đâu. Tại không có thích nó chút nào hết á. Nãy tự nhiên nó nhảy vô rồi mình nhấn nút add route đó. Đâu có coi gì đâu. 10 mile 7 giờ mới tới, tốn tiếng đồng hồ cho hai cái order này, đâu có nãy giờ tốn hơn tiếng chứ sao tiếng được. Xe phía sau tắt máy tập trung chạy các bạn ơi, xin lỗi tắt radio chứ tập trung chạy. In 1 mile, turn left onto Aliso Creek Road. Thấy hai cái order ở một cái restaurant là thấy ngon rồi. Đúng, mấy rốt cuộc nó đưa mình đi. Đuối luôn. Căng quá, căng quá, căng quá. Đi xa thì từ đây lên là Laguna Beach thì không có gì, nhưng mà lên đó rồi không có nhận được order, xách cái xe không đi về, đi về 20 mile mà có 14 đồng. Tức quá. Đi về 20 mile là mất cả tiếng của mình rồi. Rồi nãy giao có order kia mất nửa tiếng, nữa tiếng rưỡi rồi, đâu có được gì đâu. Vậy thì chạy vòng vòng trong local sướng hơn, trực tiếp nhiều hơn, nhận được At the nhiều light, order hơn. use the left two lanes to turn onto Aliso Creek Road. Turn left. Biết rồi ba. Cái thằng map này cũng cũng điên rồi, thằng Dasher cũng điên.
mà có vẻ như DoorDash nó ăn gian các bạn ơi. Ví dụ như từ bây giờ tới chỗ restaurant đi, in 1.2 miles turn left onto El Toro Road, nó hiển thị là 3 mile đi. Mà vô cái Apple Map mà thật ra nó tới 5 lần, 5 mile luôn. Lát tài upload clip đó cho các bạn xem. Đường đi vắng quê các bạn thấy không? Đúng. In 1 mile turn left onto El Toro Road. Police bắn tốc độ rồi đó các bạn. Sợ police bắn tốc độ rồi đó. In 1 mile turn left onto Laguna Canyon Road. Chạy trong local thì không có sợ, chạy ra đây ghê lắm á. Bắn tốc độ. Giỡn đâu. Adeline plans groundwork, bridge work, root canal, dentures, full smile makeovers. They know how to deal with dental anxiety. Your only commitment is getting in that chair. You wake up with a brand new smile. Bạn thấy cái đường vắng không? Vắng quay à. Tắt luôn. Đó, đường có hai chiếc xe, thấy ghê chưa? Police nó hay núp nữa đó. Giỡn đâu. Đó, đường vắng quay à, không có. Không một bóng người. Thấy chiếc xe phía trước là mừng gần chết. Tốc độ 4, ở đây quy định là 45 thôi. Chạy 55 được rồi. At the light, turn left onto Laguna Canyon Road. Vô Laguna Canyon Road nó còn vắng nữa. Rồi đi. Ủa, phía trước Toyota luôn. Toyota gì đây không biết. In 3.4 miles turn right onto North Coast Highway. North Coast Highway á. Trời ơi. Nãy ông nào đi như người rừng vậy cha. Laguna Canyon Road. Đó, đường này giờ chạy vắng, chạy chậm lắm. Đi đường này thì cũng không có gì, nhưng mà tới khu Laguna Beach á, là kẹt xe nhỏ xíu. Lâu lắm rồi ta mới đi lại cái route này á. Lúc mới làm á, tài nhận liên tục luôn, bấm cái gì cũng accept luôn. Chạy từ nhà lên Laguna Beach một ngày hả, chạy 3-4 lần. Trời ơi má ơi, phê lắm chứ bộ. Đi về là 20, 3 lần là 60 rồi. Mà một ngày đi được chừng 3 lần lên Laguna Beach chứ nhiêu. Mất thời gian lắm. Chỉ phía trước các bạn thấy không, nó chạy chậm. Nó cũng sợ police bắn tốc độ á. Nó chạy đúng tốc độ luôn á. Tốc độ 45 nó chạy 50 à. Không tới nữa. Không tới 50 nữa. Chạy đúng 45. Chạy về chừng nào mới tới ba. 45 mới chạy 60 chứ. Quá chậm luôn. Xuống 35 rồi đó.
cái Laguna Beach này thì rất là đẹp, nếu mà đi ban ngày rất là đẹp. Buổi tối thì tại vì nó vắng quá, ta ngủ hết rồi đó, vắng que. Ban ngày thì có người đi ra đi vô đẹp lắm. À, đặc sản của Laguna Beach là mấy con dốc nha các bạn. Lát không biết có lên con dốc kia không, dốc kia nó cao 45 độ. Giống như mày đang chạy vậy nè, trước mặt mình là con đường nó cao lên 45 độ vậy đó. Không biết lát có tới đó không nữa. Nếu mà tới đó mà cái dashcam mày nè, quay lại cho các bạn coi con dốc đó. In 1 mile, turn right onto North Coast Highway. Đó, North Coast Highway là đường ven biển đó. Đó là cái đường mà nó đi từ Nam Cali lên Bắc Cali đó. Coast Highway, Pacific Coast Highway. Ở đây là tới thành phố rồi đó. Rồi biết quẹo phải chưa? Quẹo phải, đèn đỏ trên quẹo phải đó. Trời ơi, hai cái đèn đỏ luôn, biết cái đèn nào. Rồi. Từ nó quẹo luôn. Rồi vô. Ê. Thẳng luôn. Đó, bên phải có một con dốc các bạn thấy không? Rồi, ra Coast Highway rồi đó. Pacific Coast Highway rồi. Trời ơi, đèn vàng đèn đỏ liên tục các bạn, kinh khủng thiệt. At the light, use the right two lanes to turn onto North Coast Highway. Nó có thay quay. Cái này mà phải đi ban ngày kìa mới đẹp. Ban đêm turn không, right. không có gì đẹp hết, tụi bà con ở nhà hết rồi. Chứ mặt hình như biển thì sao á. The village. Mà ấy. Quẹo. In 1 mile, turn right onto Viejo Street. Rồi cái con đường này chuẩn bị lên dốc nè. Đó các bạn thấy không? Là Laguna Beach nó nhỏ xíu à, đường nó nhỏ mà ban ngày đi mà nhìn giống như châu Âu vậy đó. Đó, trong nó bàn ra tùm lum tùm la hết á. Ra làn giữa đi. Ê, gì vậy? Ghê. Đó, dưới đường có đèn chớp nữa. Khu này nó ghê lắm. Đủ cái chuyện trên đời hết á. Đi lần 1, lần 2 thích, giờ đi lần thứ mười mấy hết thích khu này rồi. Đó, đèn vàng rồi kìa. Hết thích rồi. Nhắn que à, tối nó nhắn que à. Lát vô cái con đường cho các bạn coi. Nó ghê lắm. Quằn mèo mà con đường có một chiếc, đường có một chiếc xe đi à, nhỏ xíu à. Đó các bạn coi thấy mấy cái store ở đây nó đóng cửa hết rồi không, ngoài đường có ai đâu thấy không, nó que à, khu này buồn lắm. Bởi vậy ta mới order ở dưới, tại coi như là cũng vô mánh mới nhận cái order này đó, mấy đứa kia nó deny hết rồi. Quăng cho tài. Rồi. Ba cái đèn nữa, một bên phải. Lấy phải là vừa rồi. Ê, turn right. Chết bà. Turn right. Đó, thấy con dốc chưa? Trên dốc đá tôi tình cờ. At the stop sign, turn right onto Hillcrest Drive, then đó. Turn right onto Viejo Street. Mà đường này là một chiều hết đó nha, không có chiếc nào xuống dốc đâu. Lát mà mình đi ra là ra bằng cái đường khác á. Stop sign là quay phải nè. Đó, nó vắng vậy nè. Vắng nó tối. At mà. The stop sign, turn right onto Viejo Street, then arrive at your destination. Mai mà có dashcam cho các bạn coi đó. Đó, thấy không? Nhỏ xíu, nó vắng.
phải cái nữa. Đó, rồi xuống dốc. Trời ơi, cái dốc kìa, má ơi. Chưa đâu, chưa là gì đâu. Nhà bên trái 225. Trái ngay ngã ba. Đây nè, đó. Ngã ba luôn, 225. Arrive at your destination. Arrived. Rồi, tới nè. Nó kêu arrive nè, đậu ở đây xuống dốc kìa. Đậu ở đây đó. Đó, hồi nãy mà mình lên bên kia giờ mình xuống bên đây đó các bạn. Đó. Rồi vô giao. Các bạn thấy cực khổ chưa? Trên đúng.